đây là phần thi của Hàm Hồ, à không, Hiền Hồ trong Nhanh Như Chớp nhé. Nãy giờ em thấy mấy em nhỏ trả lời em có áp lực không cưng? Dạ, hơi một tí xíu thôi. Hơi đúng không? Anh nghĩ em thông minh mà. Em đâu có thông minh đâu. Đẹp gái là được. Cũng được. Cũng được, ừ. 2 phút bắt đầu. Vợ của chú rể thì gọi là cô rể hay là em rể? Cô dâu. Vợ của chú rể thì phải gọi là cô dâu. Ờ, chính xác. Đừng có nhắc cô nữa, cô sẽ là người thông minh. Chú của cô dâu gọi là chú rể hay chú dâu? Dòng họ mà dài vậy. Chú của cô dâu. Chú của cô dâu gì ta? Không biết chung. Mà ai gọi? Thì mình gọi chung họ là chú của dâu là gọi là cái gì? Có người quen không? Cho em quen em luôn á. Thì mình gọi tên. Ừ, chính xác, giỏi thông minh. Cá chuồng, cá trình, cá chép, cá chó, con nào có thiệt? Cá chép, cá chuồng, cá trình đều có thiệt. Còn con cá chó kia không có thiệt. Không chính xác. Từ từ em chưa trả lời. Bình tĩnh, từ từ em chưa trả lời. Bình tĩnh. Đấy. Con cá chó là con chó ghép với con cá hả? Không, con cá chó nó sống ở Bắc Mỹ, châu Âu. Rất là dữ, hàm khỏe, tiêu hóa mạnh, tiêu hóa cả lưỡi câu muộn thép luôn, gọi là cá chó. Con gì trúng gió thì sống, không trúng gió là chết. Cái gì con gì trời? Con gì anh, nhắc em chữ đâu được không? Con thủy chiều. Thủy chiều. À từ từ, cái này chưa. Con nhiều. Ừ. Giờ mới nhớ ra. Máy sưởi và tủ lạnh, cái nào người dân sống ở Bắc Cực cần phải mua? Cả hai. Chính xác. Vậy người dân sống ở Bắc Cực dùng tủ lạnh để làm gì? Để đồ ăn. Tại vì cái đồ ăn đó nó cần cái nhiệt độ của tủ lạnh, không phải là nhiệt độ ngoài trời. Cũng chính xác. Giờ mới là ô số 3 rồi nha. Mua tủ lạnh để những cái đồ mà không cần phải đông lạnh, chỉ giữ mát thôi. Ý em là vậy đó anh. Tiếp nè, đọc đúng một lần nha. Nghe cho kỹ. Có một vụ giấu dép xảy ra đầu năm học. Cô giáo hỏi ba học sinh. Đức nói mình đánh cầu lông ngoài sân. Hiền Hồ nói mình làm bài thi giữa kỳ. Trấn Thành nói mình chơi nhảy dây với Đức. Cả ba đều khẳng định mình không có thời gian đi giấu dép của bạn. Ai nói dối? Giấu dép đầu năm đúng không? Hiền Hồ là người nói dối, tại vì đầu năm không thi học kỳ, giữa kỳ. Chính xác. Hay quá cô ơi. Trước đây bị mọi người trêu, anh Đức rất bực bội. Tại sao bây giờ càng bị trêu thì anh Đức lại càng vui? Tại vì anh Đức đã quen rồi. Nếu bây giờ không cười thì phải biết làm thế nào bây giờ. Để nói cũng có lý chứ nhỉ. Không, nhưng mà cái này là thích thú luôn, chứ không phải là cười trừ nữa. Tại vì anh Đức là diễn viên hài. Chính xác. Có thể là viên Đức đang yêu. Cá heo uống nước gì? Nước biển, nước sông hay nước ép trái cây hay trà sữa? Cá heo sống ở dưới biển. Nước biển. Nước biển. Không, chính xác. Từ từ để cho xuống là ai da. Từ từ để cho xuống là ai da. Ai da. Sao vậy anh? Nên ở nước biển thì uống nước biển chứ. Lát anh Đức sẽ cho em câu trả lời. Tiếp tục. Vùng nước trên mặt đất sẽ thu nhỏ lại khi bị nắng chiếu. Vậy nước nào sẽ lan rộng ra khi bị nắng chiếu? Cục nước đá. Chính xác. Hay quá cô ơi. Người nào sống nhờ vào cái đầu của người khác? Cái não. Không hiểu đâu. Zombie. Từ, đừng có nhắc gì nữa, phân tâm quá. Hồi nãy giờ đưa em giúp chị cho chị mới biết đó. Hết giờ. Xin lỗi là em. Là gì anh? Lát anh Đức sẽ cho em biết. Không phải zombie thì là cái não. Nó ở trong đầu mình á. Cảm ơn anh Hùng Sở Fisty. Hiền Hồ của Đức trả lời được 5 câu đó. Cũng giỏi chứ bộ. Trời ơi, không biết mình có trả lời vượt qua được 3 câu không ta? Để con nhắc cho. Trời, tôi nổi hết da gà luôn á, thiệt á. Tội ổng quá. Không biết có lên được không? Tổn thương chứ. Lên làm tốt đi. Cho người ta thấy trí tuệ của mình. Yeah. Chơi. Anh lên nha. Anh lên nha. Chết thiệt. Ngọt ngào quá rồi. Bây giờ là phần thi của anh Đức.
2 phút bắt đầu. Vợ của chú rể gọi là cô rể hay là em rể? Vợ của chú rể gọi là cô dâu. Chính xác. Đỉnh rồi ta, sợ quá à. Cảm ơn em, cảm ơn em. Thì chú của cô dâu là chú rể hay chú dâu? Thì gọi là chú thôi. Chính xác. Cá chuồng, cá trình, cá chép, cá chó, con nào không có thật? Cá gì? Cá chó là không có thật. Sùa. Hai đứa sai đúng một câu. Sai. Ủa? Cá chó có thiệt hả chú? Có cá chó luôn hả? Sống ở Bắc Mỹ. Em cũng trả lời sai câu này hả Hiền ơi? Vâng. Trời ơi, hai đứa mình là nghiên cứu chung một loại kiến thức. Ủa anh đừng vậy nè, em xin anh luôn á. Ủa dạ, à, thôi em xin anh luôn kìa. Trời ơi, cái dòng người gian sinh này nó hay làm tiếp lắm. Con gì trúng gió là sống, hết gió là chết. Con gì trúng gió thì sống mà hết gió thì chết. Con diều. Chính xác. Em có trả lời được câu này không em? Được. Ủa được luôn hả? Ờ. Máy sưởi tủ lạnh cái nào dân ở Bắc Cực cần mua? Máy sưởi với tủ lạnh thì dân ở Bắc Cực. Ê, hình như Bắc Cực không có dân sống nha. Có. Có. Ê, không? Không được nhắc nha. Nói chung là người ta có tiền thì người ta cần mua cái gì người ta mua cái đó. Được hết luôn. Chính xác. Thế dân Bắc Cực mua tủ lạnh để làm cái gì? Rồi có tiền mua chơi được không? Rảnh, phải có mục đích sử dụng. Thì người ta mua thì là người ta muốn sử dụng cho mục đích gì kể người ta. Biết công nhận, nó giống Hiền Hồ vậy hết sợ. Cái không biết là vòng. Cụ thể là để bảo quản thức ăn rồi để giữ lạnh. Nhưng mà ở ngoài trời thì lạnh quá, không có chỉnh được nhiệt độ. Trời cho nhiêu là nhiêu. Ở trong tủ lạnh người ta chỉnh được. Đúng. Trời. Ghê quá. Vậy đi à. Thà nói vậy. Ừ đó, thà vậy đi. Chắc còn sao khó lắm ha. Đọc một lần thôi nha. Có một vụ dấu dép xảy ra đầu năm học. Cô giáo hỏi ba học sinh. Đức nói là mình đánh cầu lông ngoài sân. Hiền Hồ nói là mình đang làm bài thi giữa kỳ. Trấn Thành nói là mình chơi nhảy dây với Đức. Cả ba đều khẳng định mình không có thời gian đi dấu dép của bạn. Ai nói dối? Nè, ba cái nó nhanh quá, không biết cái môn nào. Bé kia cũng đọc có một lần à. Không, cái đoạn đó nó bị nhập nhằng cái chữ không đang nghe. Hơn nhau cái chỗ nhập nhằng. Chỗ này rối à. Ây da, đầu quá. Tại vì nếu mà Đức đã chơi cầu lông rồi sẽ không chơi nhảy dây được với Thành. Chắc thua nhỏ quá. Trời ơi. Hiền Hồ thì làm bài thi giữa kỳ. Hiền Hồ nói dối. Hiền Hồ nói dối. Hiền Hồ nói dối. Sao vậy? Đó là cái vụ dấu dép đầu năm. Chính xác. Trước đây bị mọi người cười trêu, Đức rất bực bội. Nhưng tại sao bây giờ càng bị cười thì anh Đức lại càng vui? Bây giờ tâm trạng Đức đang vui thôi. Trời ơi, một anh Đức thông minh lỗi lạc đâu rồi? Đứng trước nhan sắc anh hùng nào cũng liệt hết. Thì nói chung là giờ tâm trạng vui vậy đi. Không chính xác. Rồi vì bây giờ Đức đã là diễn viên hài rồi, càng bị cười trêu càng vui chứ sao. Ngộ à. Cá heo uống nước gì? Nước biển, nước sông, nước ép hay trà sữa? Cá heo không uống nước. Chính xác. Một vũng nước trên mặt đất sẽ thu nhỏ lại khi bị nắng chiếu vào, vậy nước nào sẽ lan rộng ra khi bị nắng chiếu vào? Nước đá. Chính xác. Có người nào sống nhờ vào cái đầu của người khác? Sống nhờ vào cái đầu của người khác hả? Người máy. Người máy nó phải nhờ cái đầu óc sáng tạo của những nhà bác học lỗi lạc. Chính xác. Chế tạo ra được. Và có thể một câu trả lời này cũng đúng, đó là thợ cắt tóc. À. Hết giờ.